Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bí mật chấn động, cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, từ 56 đến 80 tuổi, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, may mắn liên tục kéo đến, đổi đời ngoạn mục, cuộc đời bước sang trang, giàu sang phú quý hơn người. Chào mừng quý tín chủ đã quay trở lại với Minh Đường Tử Vi, quý tín chủ Mậu Thân thân mến. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn. Sức khỏe thì luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên sẽ có những người gặp được nhiều may mắn và cũng có những người đến già vẫn không tránh khỏi những đại hạn xui xẻo. Do bị sao hung tinh chiếu mệnh, cực khổ khó khăn kiếm tiền gian nan, vất vả, thậm chí là mãi mà cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, nợ nần chồng chất. Đã vậy, còn có những người gặp phải kiếp nạn khiến cho người đó tán gia bại sản, tiền bạc nhà cửa gia đình đều tiêu tán. Thế nên người ta thường đặt ra câu hỏi chẳng biết về già mình sẽ như thế nào, có khấm khá hơn được gì không, cuối đời sẽ vinh hay nhục, và chắc chắn quý cô bác tuổi Mậu Thân cũng đã từng đặt ra câu hỏi như vậy đúng không ạ? Vậy thì xin chúc mừng quý cô bác đã may mắn được bậc thầy tử vi Phương Đông đặc biệt quan tâm và tiết lộ cho biết cuộc sống từ 56 đến 80 của mình. Hãy theo dõi hết video ngày hôm nay để xem cuối đời của quý tín chủ sẽ vinh hay nhục nhé. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, từ 56 đến 80 tuổi sẽ ra sao, có thoát kiếp bần hàn, đổi đời giàu sang hay không? Tín chủ tuổi Mậu Thân thân mến, vậy là tín chủ đã kinh qua được hơn một nửa cuộc đời. Xin được tặng tín chủ bài thơ này, tuổi 60 dập dình đương ngoài ngõ, mà trong nhà mình chẳng muốn chui ra, tuổi 60 cũng gần đến rồi, thì có làm sao mà mình đây phải ngại, khi mắt nhìn cuộc đời nhìn người vẫn mê say, mình đã từng trải qua bao nỗi đắng cay. Và cuộc sống cũng đã dành cho quá đủ đầy thơm thảo, mình chẳng buồn lòng dẫu ai đối với mình lạnh lùng hay hòa hảo, bởi nhân tình chỉ có thế mà thôi. Mình đã đi qua gần 60 năm sống ở trên đời, tốt xấu yêu thương chân thành hay giả dối, nếm trải cả rồi ngoảnh mặt học làm ngơ, mình đã đi qua được nửa cuộc đời chẳng có nổi một vần thơ. Chỉ đến lúc quá đau thương mới bật lên lời thơ thay cho tiếng khóc, chôn chặt đáy lòng nước mắt đổ về tim, mình đã đi qua hơn nửa cuộc đời, sao vẫn mài miết kiếm tìm. Em ở đâu giữa mênh mông nhân tình thế thái, em ở đâu những yêu thương và niềm tin thơ dại, em ở đâu những đam mê xây mộng ước một thời, em ở đâu những chân thiện mỹ giữa cuộc đời, em ở đâu ơi tri kỷ ngày xưa, mình đã đi qua gần 60 năm, đã khi nào ngồi trước gương đối diện với lòng để ngoảnh đầu trông lại, đối mặt cả những lúc khôn ngoan hay những lần khờ dại, tự kiểm điểm mình mà chẳng biết dại hay khôn, mình chỉ mong sau bình lặng tâm hồn, còn biết khóc biết cười trước vần thơ lửa cháy, còn biết nâng niu những lời ông cha dạy, biết vui buồn cùng nhân thế lúc đắng cay, biết mong cho cuộc sống sau không chỉ có tháng ngày, mà tràn ngập tình yêu thương ra diết, mình chỉ mong trong sâu thẳm là chân tình tha thiết, chút ân cần ấm áp đãi lòng nhau, để hôm nay hay mãi mãi những tháng ngày sau, thành ký ức đẹp bền theo năm tháng, bình minh lên hừng đông vừa tỏa dạng, chút nỗi niềm ta thả gió bay đi. Quý cô bác Mậu Thân thân mến, từ 56 đến 60 tuổi, tâm đủ tỉnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng đọng. Nếu khi xưa nông nổi và nhẹ dạ, thì chỉ khi đến tuổi này mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh là gì, đơn giản là bởi tâm của người ở độ tuổi này đã bao la hơn, đã từng tranh giành, đã từng nỗ lực, đã từng đắc ý, cũng từng thất vọng, nhưng những gì cần có đều đã có, những gì không có cũng chẳng tơ tưởng hảo huyền, mọi thứ đều quá quen thuộc. Hào khí năm xưa nay lại trở thành sự khoan dung, sự gay góc khi xưa đã trở nên trơn nhẵn, sự tranh đoạt khi xưa nay lại trở thành giây phút thành thơi. Từ 56 đến 80 tuổi, Mậu Thân sẽ không còn bị ràng buộc bởi những việc lặt vặt trong gia đình, nên họ có thể chuyên tâm làm những điều mình yêu thích. Bởi họ đã làm việc nửa cuộc đời, nên giờ đây mọi thứ đều trở nên đơn giản, dễ dàng, cộng thêm sự chăm chỉ nên chẳng thể sai lạc.
Từ 56 đến 80 tuổi, Mậu Thân đã đoán biết được bệnh tật. Trước 56 đến 60 tuổi người tìm bệnh, sau 56 đến 60 tuổi, bệnh tìm người. Nhưng Mậu Thân đừng vì thế mà sợ nhé. Đó là quy luật ở đời. Hãy chuẩn bị một tâm thái vững vàng nhất từ ngay bây giờ để đón nhận tuổi 56 đến 60 được hạnh phúc nhất nhé. Quý tín chủ tuổi Mậu Thân thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 56 đến 80 tuổi. Nhìn chung ở độ tuổi này tín chủ phải đối mặt với bước ngoặt lớn lao về lao động và nghề nghiệp, đó là chuyển từ trạng thái lao động, tức là bận rộn, cùng với công việc bạn bè, sang trạng thái nghỉ ngơi, chuyển từ trạng thái tích cực khẩn trương, sang trạng thái tiêu cực xả hơi. Do vậy mà tín chủ sẽ phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới, tín chủ dễ gặp phải hội chứng về hưu, tín chủ sẽ xuất hiện một số biểu hiện tâm lý sau đây. 1. Sự cô đơn và mong được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Con cháu thường bận rộn với cuộc sống, điều này làm cho tín chủ cảm thấy mình bị lãng quên và bị bỏ rơi. Tín chủ rất muốn tuổi già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn được người khác xem mình không là vô dụng. Tín chủ rất muốn được nhiều người quan tâm lo lắng cho mình, và ngược lại, thời gian này ở nhà một mình khiến tín chủ cảm thấy cô đơn vô cùng. 2. Cảm nhận thấy bất lực và tuổi thân. Đa số tín chủ nếu vẫn còn sức khỏe, có thể giúp con cháu một sống việc vặt trong nhà, tự đi lại phục vụ mình, hoặc có thể tham gia được các sinh hoạt giải trí cộng đồng. Nhưng cũng có một số người do tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào con cháu, do vậy dễ nảy sinh tâm trạng chán nản buồn phiền hay tự dằn vặt mình. 3. Nói nhiều hoặc trầm cảm. Vì muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu, muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ mình, nên tín chủ có thể hay bắt lỗi nói nhiều và có khi còn làm cho người khác khó chịu. Với một số người bảo thủ và khó thích ứng với sự thay đổi, cộng với sự giảm sút của sức khỏe, khả năng thực hiện công việc hạn chế, nếu thời trẻ có nhiều ước mơ không thực hiện được hoặc không thỏa đáng, không hài lòng, có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Họ trở thành những người trái tính hay ghen tị, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con cháu vì tín chủ cho rằng mình có quyền đó. 4. Nóng nảy dễ căng thẳng. Bước vào tuổi 60, tín chủ thường khá nóng tính và dễ tự ái, dễ tự ti hay suy nghĩ tiêu cực nên tâm lý cũng hay nóng nảy. Vị trí xã hội thay đổi từ người chăm sóc gia đình trở thành người được con cháu chăm sóc, tín chủ đã bị mất đi địa vị vốn có nên rất dễ bị tác động và khả năng kiềm chế cũng không cao, dễ sinh sự với những điều nhỏ nhặt. Sau khi nghỉ hưu nhiều người rất hay phiền muộn mất ngủ nên tinh thần họ bị tuột dốc, thường xuyên bị căng thẳng. Ngoài căng thẳng ra thì người lớn tuổi cũng có thể dễ mắc các bệnh lý khác nên chú ý quan tâm để tránh rơi vào các tình trạng tiêu cực. Sau đây là lời khuyên trên từng phương diện dành cho Mậu Thân. Về công việc, đương số nếu đã về hưu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn, không còn phải quá vướng bận về công việc hay mưu sinh. Đời sống thường ngày về cơ bản thuận lợi ít sóng gió. Nếu vẫn đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến làm tốt công việc và chức vụ hiện tại. Tuy nhiên bạn cần cẩn thận trong quá trình giao tiếp để không tạo ra hiểu lầm đáng tiếc, dẫn đến những tai ương không đâu. Về tiền bạc, các nguồn thu khá dồi dào và ổn định, đủ ăn đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho bản thân và gia đình. Ngay cả người về hưu cũng có nguồn thu nhập thụ động riêng, có thể hỗ trợ ngược lại cho con cháu trong nhà, việc làm ăn có thể mở mang, nhưng nên đề phòng xuất hiện cạnh tranh hoặc tác động bất lợi từ khách quan, cần tỉnh táo và tính toán thận trọng, tránh sơ suất nhất thời mà mất tiền mất của, việc chi tiêu cũng nên cân đối. Về tình duyên gia đạo, phương diện gia đạo khá bình ổn, gia đình hòa thuận trên dưới đồng lòng, bản mệnh đôi khi có phần nóng tính, nên tiết chế để gia đình luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cư xử điềm tĩnh tạo thành tấm gương cho con cháu. Về sức khỏe, tuổi tác càng cao bản mệnh càng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe và giữ sự an toàn cho chính mình, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa rượu bia. Tín chủ tuổi Mậu Thân đặc biệt chú ý, sau đây là những điều không nên làm và nên làm từ năm 56 đến 80 tuổi. Điều thứ nhất, về già dù có yêu thương con cái đến đâu cũng đừng làm bốn điều này. 1. Không phụ giúp con cái việc nhà. Khi con cái thành gia lập nghiệp, họ bận rộn đi làm và chăm sóc gia đình riêng. Do vậy họ thường nhờ tới cha mẹ quán xuyến thêm việc nhà hay trông nom các cháu thay vì thuê dịch vụ. Lúc này bậc phụ huynh ở tuổi ngũ tuần, lục tuần một lần nữa trở thành cha mẹ bỉm sữa, ông bà Kim luôn vai cha mẹ, bận rộn với những công việc như nấu cơm cho gia đình, giáo dục và đưa đón cháu đi học. Việc để ông bà Kim vai cha mẹ có thể tạo sự thuận tiện cho người lớn, nhưng lại là sự thiệt thòi của trẻ em
bởi cha mẹ không trực tiếp giáo dục sẽ ít có mối liên kết với con cái. Họ cũng không thấu được nỗi vất vả khi chăm con mà ông bà đã trải qua. Khi con cái lớn lập gia đình, đó là một gia đình mới, cha mẹ đến nhà con cái cũng như đi thăm họ hàng. Không nên tham công tiếc việc mà giúp con cái đủ điều, con cái hiếu thảo thực sự quan tâm sẽ để cha mẹ được nghỉ ngơi, thay vì làm việc quần quật. 2. Không giúp con đưa ra quyết định lớn. Khi bước qua tuổi 50, cha mẹ không nên bận tâm đến việc xây nhà của con cái, các vấn đề quan trọng như hôn nhân, lập nghiệp, an cư lạc nghiệp, việc học hành hay chọn nghề của con cháu. Người già chỉ có thể hỏi chứ không thể quyết định. Việc giao quyền quyết định cho con cái sẽ giúp chúng trưởng thành dễ dàng hơn. Và con cái sẽ không bực bội vì khuôn mẫu quá khổ của cha mẹ. Bằng cách này con cái có thể học cách tự lo liệu cuộc sống, trở nên độc lập và có cái nhìn về tương lai xa hơn. Đừng nắm giữ nửa đời sau của con cái, biết cách buông tay mới là tình yêu đích thực. 3. Không che đậy lỗi lầm của con. Trong cuộc sống ai cũng từng có ít nhất một lần phạm phải lỗi lầm, nhưng cách ứng xử của cha mẹ khi con cái làm sai là điều quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến tính cách của con cái. Cha mẹ là những người đi trước, đã va chạm với không ít vấn đề trong cuộc sống và xã hội. Họ hiểu rằng sau khi vấp ngã điều quan trọng là con cái cần biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình và vượt qua trở ngại. Sự bao che của cha mẹ sẽ khiến con mù quáng, không nhận thức được lời lẽ đúng sai, mà có thể tiếp tục ngã vào chỗ cũ. Tuổi trẻ sẽ trở nên thiếu sót nếu không có trải nghiệm, vấp ngã, dấn thân rồi rút ra bài học. Nhưng nếu cha mẹ những người đã trải qua nửa cuộc đời, tước đi đặc quyền đó của con cái bằng cách bao bọc, sự bản lĩnh tự tin và tầm nhìn của con cũng sẽ bị hao mòn. 4. Giúp con cái gánh hết nợ. Các chuyên gia cho rằng, cha mẹ cần phân biệt rạch ròi giữa sự giúp đỡ và gánh vác cho con cái. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con cái làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này. Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu làm sao để thu về nhiều cá. Thay vì tặng cá cho con, cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn. Thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình, một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng, những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ, mất đi rồi cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên, đó là trách nhiệm của cha mẹ, từ đó hình thành thái độ ỷ lại trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. Thứ hai, không chi tiền vào hai việc này. 1. Chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Người khôn ngoan biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như tín chủ không có kế hoạch tiết kiệm. Thay vì phung phí mua sắm cho món đồ không cần thiết, chi tiêu xa xỉ, vay mượn dùng trước trả sau, ở những năm tháng tuổi già, cách tốt nhất tín chủ nên làm là học cách tiết kiệm. Ví dụ thế này, tín chủ mua một chiếc xe đạp để tập thể dục, nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng thì tín chủ đã vứt nó vào một xó. Vậy nên trước khi mua đồ, tín chủ hãy suy nghĩ thật kỹ, tín chủ có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên không. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình, tín chủ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chi tiêu vượt ngưỡng. Trong khi đó, ở những năm tháng tuổi già, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt, bởi nguồn thu nhập chính chỉ là lương hưu. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ chi tiêu vô tội vạ thành tận hưởng những thứ sẵn có, tín chủ mới có thể bình yên hưởng tuổi già với số tiền tiết kiệm đã tích lũy. 2. Chi tiền cho những việc không nắm chắc. Trong nửa sau của cuộc đời, tín chủ phải ổn định bản thân và dành nhiều thời gian cho mình, dù không quá thành công cũng không sao. Chỉ cần tín chủ có thể sống một cuộc đời đơn giản biết đủ là phúc, những mối làm ăn lớn, những cơ hội béo bở, tín chủ cần bình tâm một đoạn thời gian, rồi hãy quyết định sau, vào độ tuổi ngũ tuần mọi thứ đều nên nắm bắt thật kỹ rồi hãy hành động, nếu bản thân cảm thấy mơ hồ, thì tuyệt đối đừng làm. Trong thực tế, không muốn tiêu tiền chỉ khiến chúng ta nghèo đi, tiền bạc là những con số vô tri mà tự thân nó không thể đổi lấy được bất cứ giá trị nào, tiền bạc chỉ có thể phát huy giá trị của chính nó khi phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. Song thay vì chi tiêu vào ba điều trên, tín chủ nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bản thân, chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lợi nhuận và rất an toàn. Vậy đâu là những điều mậu thân nên làm? Thứ nhất, đặt sức khỏe lên hàng đầu bằng một số biện pháp sau đây. 1. Ăn uống tốt cho sức khỏe. Việc tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp người già khỏe mạnh. Để cải thiện sức khỏe, tín chủ cần bổ sung các thực phẩm như trái cây và rau củ, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt, protein không béo từ cá và các loại đậu,
các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc sữa không béo. 2. Cải thiện đời sống tinh thần. Để tận hưởng tuổi già, tín chủ hãy tìm kiếm các cách nâng cao đời sống tinh thần của mình, như chia sẻ tâm sự với những người tín chủ yêu quý, chấp nhận độ tuổi thật của mình, làm những điều tín chủ yêu thích, ngừng sát sao tới cuộc sống của con cháu. 3. Trải nghiệm những điều mới lạ. Khi về già, tín chủ có thể tìm cho mình những sở thích thú vị và ý nghĩa như học nhạc cụ, làm tình nguyện, sáng tác nghệ thuật. Việc này sẽ giúp tín chủ cảm thấy luôn tươi mới, ít buồn phiền và sống mạnh khỏe hơn. 4. Thực hành chánh niệm tại nhà. Chánh niệm là sự vượt lên mọi ham muốn, phán xét để chấp nhận mọi thứ và sống cho thực tại. Thực hành chánh niệm được chứng minh là sẽ mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe của tuổi già, như cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, có cảm xúc tích cực hơn, tăng độ hài lòng về mối quan hệ. Thứ hai, hai điều không được kết giao. Người xưa có câu, tiền bạc càng vay càng mỏng, tình cảm càng mượn càng nhạt. Trên thực tế, khi một con người bước qua tuổi 56 tới 60 tuổi, đồng nghĩa với việc họ đã già. Có rất nhiều việc họ không thể kiểm soát và giải quyết như khi còn trẻ. Thế nên sau khi bước qua độ tuổi 56 tới 60, Mậu Thân phải biết bình tâm hơn. Bản chất của lợi ích là đòi hỏi sự trao đổi giữa hai bên với nhau. Một khi tín chủ không có giá trị nữa, thì rất ít người sẽ đuổi theo và coi trọng tín chủ. Từ tuổi 56 đến 60 tuổi, cơ thể đã già, tư tưởng và năng lượng cũng dần suy thoái, Mậu Thân cũng không có nghề giá trị như xưa nữa. Làm thế nào mà người khác có thể trao đổi lợi ích với tín chủ? Thế nên khi một người đã tới độ tuổi 56 tới 60, đừng kết giao với hai từ lợi ích. Vì năng lực của bạn không còn được coi trọng nữa, bây giờ đã không còn trẻ nữa, tín chủ đừng cố ép bản thân, hãy để tâm hồn thư thả và học cách đối xử tốt hơn với chính mình. 2. Không kết giao với sự tranh luận. Một khi tới độ tuổi 56 đến 60, Mậu Thân không nên cãi vã, cáu gắt, kích động, hãy học cách bình tĩnh để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. 56 đến 60 tuổi, mặc kệ lời ngoài tai, không phải là tuổi xông pha chiến trường, thế nên sự yên ổn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Mặc kệ lời ngoài tai ở đây là khuyên tín chủ không nên tranh luận với người khác, thắng một cuộc tranh luận đối với tín chủ cũng chẳng có lợi gì cả. Tín chủ đã 56, 60 tuổi rồi, tốn hơi sức để tranh luận có ích gì không? Điều tín chủ cần làm là không cáu gắt, không bốc đồng. Những cuộc tranh luận vô nghĩa chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, có người chỉ muốn tranh luận vui, mặc dù biết mình sai, nhưng vẫn phải tìm cách phản bác. Đây là một thú vui không nên có. Thứ ba, hai thứ không được đụng vào. 1. Không đụng vào điếu thuốc. Ngay cả trẻ em cũng biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chất nicotine có trong khói thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật, nhất là đối với người cao tuổi. Hút thuốc lá tuy rằng có vẻ ung dung nhẹ nhàng, nhưng thực chất người hút đang đánh đổi sự thoải mái đó bằng sức khỏe. Hút thuốc vừa không đem lại hiệu quả kinh tế, vừa gây phiền hà cho người khác. Thuốc lá không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt, mà bản thân người hút thuốc còn làm gương xấu cho thế hệ trẻ. Nói chung, một khi trên 50 tới 60 tuổi, sức khỏe đã không còn tốt như trước, vì vậy hãy cố gắng không đụng vào điếu thuốc. 2. Không đụng vào bài bạc. Sòng bạc không tình thương, khi bước qua độ tuổi 56 tới 60, Mậu Thân cần phải có quyết tâm riêng và xây dựng cho mình một cuộc sống về hưu thật phong phú. Ở cái tuổi đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình, thì hà cớ gì phải động vào những thú vui không lành mạnh. Người xưa có câu, 10 canh bạc 9 canh thua, câu này không phải là không có lý. Khi chơi bài, nếu tín chủ để ý sẽ thấy rằng, cuối cùng không có ai thắng, thay vào đó người chơi chỉ biết chung tiền. Người trẻ còn biết rằng, bài bạc chính là thủ phạm chính gây ra bất hòa trong gia đình. Không lẽ người già lại không hay điều này? Thế nên vì muốn con cái yên tâm vì sức khỏe của chính mình và sự hòa hợp của gia đình, hãy tránh xa bài bạc dưới mọi hình thức. Sau đây là lời nhắc mệnh dành cho Mậu Thân. Người đến tuổi già nhất định phải hiểu, đừng sống quá mệt mỏi, đừng quá bận rộn, muốn ăn đừng than đắt, muốn mặc đừng nói lãng phí. Buồn phiền tìm bạn bè dùng bữa, buồn ngủ nằm xuống là ngủ thiếp đi. Sự an tâm trong tâm hồn luôn là thứ đẹp nhất, hạnh phúc mỗi ngày mới đúng. Người đến tuổi già bình thản vô tư là quan trọng nhất, nước càng sáng càng trong, người càng thản nhiên càng nhiều hạnh phúc hơn. Vì vậy trong cuộc sống của người lớn tuổi, điều giá trị nhất là có thể có một sự bình an, yên tĩnh, chỉ có bình tĩnh đối xử với chính mình. Yêu mến món quà Thượng Đế ban cho, trái tim của chúng ta mới có thể chứa đầy hạnh phúc. Người đến tuổi già sống với một thái độ tốt, chức vụ cao không bằng lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui vẻ. Con người sống với một tâm thái tốt mọi thứ đều tốt. Con người khi tới tuổi già đừng sống dưới miệng lưỡi của người khác,
cũng đừng sống dưới ánh mắt của người khác, tốt nhất là sống trong thế giới đơn giản và hạnh phúc của riêng mình. Người đến tuổi già học cách tự chăm sóc mình, mặc oán quang âm thúc nhân lão, bình hòa tâm thái tầu đại đáo, thiên đại tự thân mặc phiền não. Tạm hiểu rằng, con người đến tuổi già càng phải hiểu được từ trong bốc đồng và lo lắng, trở về tâm thái bình tĩnh thư giãn. Không quan tâm quá nhiều, không tính toán quá nhiều, hãy nhớ thả lỏng bản thân thoát khỏi sự mệt mỏi, đừng để cho mình sống quá mệt mỏi. Người đến tuổi già biết lựa chọn thứ gì là tốt, cuộc sống của con người hiếm khi được hồ đồ, hiếm khi bị hồ đồ, sống quá rõ ràng mới là điều khó hiểu nhất. Người cao tuổi thông minh có sự hiểu biết về cuộc sống, đều biết nên làm thế nào để lựa chọn, biết ở độ tuổi nào nên tính toán những gì, không nên tính toán những gì, có được có mất, có cho có nhận. Vì vậy lớn tuổi rồi chúng ta phải biết sẵn sàng ăn uống vui chơi, sẵn sàng đối tốt với bản thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.